Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô Đà Phật. Lời đầu tiên kính thỉnh giữ những cầu nhân ái cũng như là anh cư sĩ Hữu Nghĩa và Hà Văn Vàng. Thân ái mến chào tất cả quý cô chú chị. Ngày hôm nay các anh em hội ngộ tại nơi núi Ngũ Hồ Sơn và gặp lại anh Hữu Nghĩa. Qua những lời chia sẻ của anh thì rất là nhiều khán giả và rất là nhiều bà con đồng đạo muốn Tiến Dũng và Hạng Vàng trở lại để gặp anh Nghĩa chia sẻ tiếp tục qua câu chuyện của sư Minh Tuệ. Và xin chào anh Nghĩa và chào quý khách. Và kính thưa anh Nghĩa, cũng có một số quan niệm hiện bây giờ đồng tình với sư, yêu mến sư cũng rất là đông, nhưng mà cũng có một số người bình luận anh Nghĩa và nói là sư Minh Tuệ tu như vậy thì coi như là không có cái lợi ích gì cho quê hương đất nước, cũng như là cha mẹ già đang còn ở nhà thì cần cái sự phụng dưỡng để mà báo hiếu. Nhưng mà sư cứ đi như thế thì nó giống như là người ta nói là chưa tròn được cái chữ hiếu anh Nghĩa. Như vậy thì theo như cái quan niệm của người tu, và anh Nghĩa có thể chia sẻ để cho bà con mình được nghe qua cái câu chuyện của sư ạ. Dạ, xin mời huynh Nghĩa nha. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Thì trước tiên con xin gửi lời chào đến tất cả cô bác anh chị em đang xem qua trên màn ảnh nhỏ. Thầy cũng là người mà để con được có một cái chút nào đó đền đáp những cái ân mà con đã thọ trong môn một. Thì kính thưa Tuấn Dũng lại với Huynh Thắng, thì hôm nay rất cảm ơn qua cái câu hỏi của Tuấn Dũng cũng đã gợi lên được cái ý để cho tất cả chúng ta cũng đều được giải đáp, cùng tìm hiểu qua trong cái công án tu tập. Khi đối với một cái người mà đã đeo đuổi theo con đường Phật đạo thì như sư Minh Tuệ thì ngài là một cái người mà tu tập rất là tinh tấn, rất là nỗ lực, nhưng mà sống trong cái thế gian này thì người ta cũng lúc nào nó cũng có hai cái luồng tư tưởng, một là đúng hay là sai, một là phải hay là trái, nó như vậy đó. Cho nên nó mới tạo ra được trong cái thế giới ta bà này mà nó có nhiều cái sự việc, nhiều cái sự vật, nhiều hiện tượng động hát. Cho nên Đức Thầy thường hay nói là mắt đen thấy mắt trắng lòa, Phật ma ma Phật mới ra dở tù. Đã thấy không? Nó không có phải là một cái chiều như mình nghĩ đâu. Cho nên nó là lúc nào cũng có người thương thì cũng phải có người ghét. Cho nên nó là cái người tu Phật phải làm sao để mình vượt qua khỏi cái ranh giới đó đó. Mình sống trong cái mà mình thấy được giữa cái đúng cái sai đó, giữa cái phải cái trái, nếu mà mình hòa hợp lại thì nó chỉ là một, thì chính cái đó gọi là cái chung là bản thể của Phật đạo. Mình không có chấp có mà mình cũng không có chấp không, mà mình cũng không có nhiễm vào trong cái có và cái không đó, thì lúc nào cái tánh mình nó cũng là hàm chứa bao nhiêu cái pháp trong đó. Cho nên nó là cái góc độ của sư Minh Tuệ thì mình thấy là mọi người đều khi đến hỏi sư thì sư cũng nói rằng con bây giờ con cũng coi là một cái người đang học đạo của Như Lai, để mong rằng sau này con sớm thành chánh quả, rằng con báo hiếu cho cha mẹ. Vậy thì góc độ của sư Minh Tuệ, ngài đi tu, ngài gắn gỗ như vậy, nỗ lực trong một cái kiếp này, cho nên nó vượt qua những cái thử thách, những cái gian lao, những cái khổ khó nhất đối với một người mà ngài đã rèn luyện cho mình có được những cái bước tiến đó. Và đặc biệt nữa thì công chúng bây giờ rất là mến mộ ngài, thì mình mới nói được thì ra đó ngài với mục đích là phải đi tu để đắp đền được công ơn cha mẹ. Còn có một số dư luận trái chiều thì người ta nhìn sư với một cái mặt cặp mắt là sư tu cái cách là từ bi chi tọa, độc thiện kỳ thân, tức là yểm thế. Tức là chỉ tu cho riêng mình thôi, còn bao nhiêu đồng bào xã hội đất nước đó, rồi cha mẹ già yếu mà không có ở nhà để phụng dưỡng. Em thấy không, nó hai cái luồng tư tưởng nó trái chiều nhau, nhưng mà cái nào đúng cái nào là sai thì mình mới mượn được cái thánh giáo lượng, tức là cái thước đo đạo lý, cái thước đo giáo lý mà Đức Phật đã đưa ra, cái chuẩn mực của người con sống nơi thế gian này, làm sao để mình lo tròn được cái chữ hiếu trong cái kiếp sống này, khi mình có hình dốc tóc da là do cha mẹ sanh thành dưỡng dục, ơn cha mẹ sanh thành dưỡng dục, phần thần con chẳng chút nào quên, sớm hôm ngay thảo đất đền tròn câu hiếu thảo mới nên. Và ngay từ khi bước vào trong cái ghế của nhà trường, anh em của chúng ta cũng đã thấm nhuần qua được những cái câu đạo lý truyền thống, nó đã âm hưởng như lời mẹ ru hời cho chúng ta rồi. Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước sông nguồn chảy ra, một lòng thờ mẹ kính cha cho tròn chữ hiếu mới là đạo con. Thấy không, ai cũng phải đáp đền cái chữ hiếu đó. Cho nên là
khi mà người ta thấy ở thế gian này cái bổn phận mà người con báo hiếu với cha mẹ đó là phải lo phụng dưỡng cho cha mẹ. Bởi vì có cái câu là dưỡng nhi đãi lão đó. Thì sao dưỡng nhi đãi lão, tức là cái người mà người ta đãi cho con mình á, nuôi cho con mình khôn lớn để chờ đợi cái lúc mà về già đấy thì con mình nó sẽ nuôi lại mình. Đó là một cái đạo lý bất di bất dịch đó. Nhưng đối với lại đạo Phật á, thì lại là ơn của cha mẹ đó thì nó cao như là núi mà nó rộng như biển sâu. Cái tình cảm thiêng liêng của cha mẹ đó giống như là thiên thần không có đôi cánh nhưng mà che chở cho con suốt một cái quãng đời. Con dù lớn vẫn là con của mẹ, đi khắp trời thì tình mẹ vẫn theo con. Cho nên cái tình mẹ với tình cha nó bao la, nó rộng rãi mà không có một cái thước đo nào ở trên thế gian này để định lượng được. Cho nên tất cả những thiền gia thạc đức, những cái người mà thi sĩ giỏi về văn chương thì chỉ có lấy mây trời với lại nước biển để mà đó. Nước biển mênh mông không đông đầy tình mẹ, mà mây trời lồng lộng không phủ kín không cha. Em thấy không? Không đo được. Ơn mẹ sanh thành so cỡ núi, mà công cha nghĩa nặng sánh giường sông, chứ phải chuyện đơn giản. Không có đo được bao nhiêu mét. Không, không có đo được. Mà chỉ đo là nước biển và mây trời để nói lên được cái công ơn đó quá to lớn. Nhưng mà rồi bổn phận làm con phải làm sao đây đó. Cho nên Đức Thầy cũng giảng cho chúng ta biết hoài Đức Thầy khi mà ra đời giáo đạo, Ngài dạy cho chúng ta đó là xương minh đạo Phật để giảng hội đạo nhân. Thấy không? Ngài lấy cái nhân đạo thì luôn lúc nào cũng là cái chuẩn mực. Dục tu tiên đạo, tiên tu nhân đạo bất tu tiên đạo diện hỷ. Thì dục tu tiên đạo tức là muốn tu đạo tiên, trước hết phải tu nhân đạo. Mà nhân đạo mà hoàn bị rồi thì tiên đạo không xa. Cho nên bây giờ đó thì ra đời học Phật là phải tu nhân. Học với ông Phật rồi đó thì phải tu vào trong cái cuộc sống của tất cả mọi người nè. Người với người đó mình mới tu với nhau, chứ còn mình tu với ông Phật có làm gì đâu cho mình tu. Ông đâu có chọc giận ai đâu, phải không? Lòng từ bi của Đức Phật lúc nào cũng chan chứa. Nhưng mà có con người thì lại là có kẻ thương người ghét. Mà làm sao đó mình để lấy được thương ghét đó mà quán thù đó, giữ một cái chuẩn mực mà hòa ái với nhau, thì chính cái đó là cái mục đích đi đến đạo Phật. Mà ai làm được như vậy thì hoàn bị đạo nhân và bước lên cái nấc thang của đạo Phật. Cho nên ở cái cặp mắt của cái người mà thế nhân thì nhìn sư minh tuệ lúc nào đó cũng không có đúng. Không có đúng là tại sao vậy? Cha mẹ già ở nhà 70 mấy 80 tuổi rồi đó, mà còn trông đợi theo từng bước chân của con, mà trong khi đó thì Ngài không có ở nhà để tu tập rồi lo quản dưỡng cho cha mẹ, rồi lo tu hành. Tại sao mà thể hiện lại cái người mà tự tại vô ngại như vậy đó, mà quên đi lại cái bổn phận của mình? Đó là bổn phận gì? Lo bổn phận thảo ngay trọn vẹn, đó là đối với cha mẹ của mình đó. Sao mình không đắc đền đi? Thì như thế này mình mới lại nghe. Nếu mà mình nghe một chiều vậy không đó thì chưa đủ một đạo pháp, mà nghe lại cái chiều mà của ông sư Minh Tuệ thì mình mới thấy ổng là ổng dốc tu cho mau thành Phật quả, là ổng đáp đền cái hiếu dưỡng của cha mẹ. Vậy thì biết sao đúng biết sao sai, thì mình mới nhớ lại trong kinh Phật dạy rõ lắm. Mà hơn nữa Đức Thầy của chúng ta cũng dạy nè: nhân sanh hiếu nghĩa, dĩ di tiên, hành thiện tri kinh, thị sĩ hiền, kiếm huệ phi tiêu đoàn, chướng nghiệp với Phật tiền, thủ nhật vĩnh miên miên. Rồi đó thì Ngài dạy là ráng tu đắc đạo, cứu củ quyền, thoát chốn mê đồ, đến cảnh tiên, ngõ đáp ơn dài công sáng tạo, cho ta hình dốc Phật cho người. Nếu mà chúng ta so với cái người mà nhìn ở cái ánh mắt phàm tình đó, thì cho sư Minh Tuệ là sai. Nhưng khi nhìn thẩm thấu với cái ánh mắt giải thoát của chư Phật đó, cái tư tưởng mà luôn đem cái từ bi chí thiện, đem luôn lại cái sự hòa ái để thắp sáng được cái ngọn đuốc trí tuệ trong cái cuộc đời này đó, thì Ngài cho biết là con mà muốn đền ơn sâu cho cha mẹ không gì hơn là phải cố gắng tu tập giải thoát. Rồi đó là ngày nào đắc được lục thông mới giấc hồn cha mẹ tổ tông bảy đời, về cực lạc thảnh thơi an dưỡng, ấy là ngày ban thưởng công tu. Đó hay là dốc chờ ngài sang đâm nhị trổ, khỏi bùng lầy tông tổ hiển gia. Đó, nhiều câu lắm đó. Cho nên bây giờ đó thì mình mới lấy lại thước đo đạo lý của Đức Thầy để mình coi cái chuẩn mực của ổng tu, ổng có đền đáp được cái hiếu không ha. Thì Đại Thắng còn nhớ lại trong cái ân tổ tiên cha mẹ Đức Thầy dạy không? Sanh ra được có hình hài để có hoạt động từ thuở bé cho đến lúc trưởng thành đủ trí khôn ngoan. Trong khoảng bao nhiêu năm trường ấy, cha mẹ ta chỉ biết bao điều khổ nhọc. Nhưng sanh ra cha mẹ là còn có tổ tiên,
nên khi biết ơn cha mẹ cũng phải có bổn phận biết ơn tổ tiên nữa. Muốn đền ơn cho cha mẹ lúc cha mẹ còn đang sanh tiền có dạy ta điều hay lẽ phải, ta ráng chăm chỉ nghe lời chứ nên sao lãng làm phiền lòng cha mẹ. Nếu cha mẹ có làm điều gì lầm lẫn trái với nhân đạo, ta cũng phải ráng hết sức khuyên lơ, tìm cách khuyên lơ ngăn cản. Chẳng thế, ta còn phải lo nuôi dưỡng báo đền, lo cho cha mẹ khỏi đói rách, khỏi bệnh hoạn ốm đau, gây sự hòa hảo với địa huynh, tạo hạnh phúc trong gia đình cho cha mẹ vui lòng thỏa mãn. Ráng cầu cho cha mẹ hưởng điều phước thọ lúc cha mẹ quá giảng, hãy tu cầu cho linh hồn được siêu thăng nên mình Phật cảnh để thoát đọa trầm luân. Còn đền ơn tổ tiên là đừng làm điều gì tồi tệ điếm nhục tông môn. Nếu tổ tiên có làm điều gì sai lầm gieo họa đau thương lại cho con cháu, ta phải quyết chí tu cầu và khi sinh đời ta làm điều tạo nghĩa của nhiều tổ tiên. Đó là những lời khuyên ngôn của Đức Thầy đã dạy. Từ đó chúng ta mới lấy ra làm cái chút đo đạo lý để chúng ta coi nhất cử nhất động của sư huynh Tuệ có đúng hay không. Thấy không? Và mô Phật. Cho nên ông Đạo Thắng thấy đó, mình thì mình thấy rằng sư huynh Tuệ khi đi ra khỏi nhà rồi cứ nghĩ là cha mẹ sư huynh Tuệ là không ai quản dưỡng. Nhưng mà sau khi đó mình mới biết được, khi sư Minh Tuệ được sanh ra, được cha mẹ nuôi la lớn lên ha, rồi sau khi mà đến tuổi trưởng thành đó, thì phải đi làm cái bổn phận đối với đất nước quê hương là 3 năm nghỉ dục. Khi xong rồi đó đệ, rồi mới trở về quê nhà của mình và tiếp tục đi vào trường trung học, học nghề. Để sau đó thì học xong, xong được cái bằng kỹ sư nông lâm rừng nghiệp rồi đó, thì ra lại là đi làm. Nó đi làm là với cái trách nhiệm là đo đạc á, địa chính á. Thì khi mà ngài đi làm như vậy rồi đó, thì trong cái lúc đó là ngài cũng đã nghiên cứu về kinh sách của nhà Phật rồi. Cho nên lúc đó là ngài á, được mẹ kể lại đó, thì ngài thường hay chở mẹ đi chùa và thường hay tỏ ra cho mẹ biết được cái chí hướng của mình là mong muốn làm sao được theo chân của Đức Phật để tu tập xuất gia đó. Thì như vậy sau khi mà ngài tập ăn ngày một bữa rồi tối là phải ngủ ngồi, quên đi cái ngủ của thế gian, tại vì ngài biết được ngài điều thân điều tâm của mình đó là con người không gì hơn là cái sự dục vọng mê đắm, nó làm cho con người đó là thất điên bát đảo. Một khi mà tình ái mà nó đã làm chủ thể trong tâm thức của mình rồi đó, thì con người ta chỉ chạy theo những cái tham ái, mà trẻ chấp ái thì là sao, là nguồn gốc của khổ đau. Cho nên do đó đó Tấn Dũng biết đó là sau khi mà sư Minh Tuệ mà hiểu được cái chân lý của Phật pháp rồi đó, thì ngài mới tỏ rõ được cái chí nguyện của mình đối với cha mẹ là xin cha mẹ để cho con được đi tu, nó hoàn thành được cái đạo chánh đẳng chánh giác vô thượng để con hồi hướng cái phước lành này cứu độ cho mẹ cha. Vậy thì cái tình yêu bao la bác ái của sư Minh Tuệ không phải như mình. Yeah. Mình thì không thể nào mà mình dốc tu cho mau thành Phật quả, thoát kiếp luân hồi trong một kiếp để mình cứu độ cha mẹ mình như là ngài. Yeah. Phải không? Đành rằng mình cũng có cái hiếu đó, nhưng mà mình giữ ở chuẩn mực là cái người cư sĩ ở tại gia. Nhưng mà từ trước tới giờ đó thì ông Đạo Thắng hiểu là Đức Thầy phân rõ lắm. Đạo Phật từ xưa đến nay luôn luôn phân làm hai hạng người, một hạng xuất gia, hai hạng tại gia. Hạng xuất gia gồm có các nhà sư hay ni cô đã hoàn toàn ly khai với gia đình quê hương bè bạn, dựa thân vào cửa thiền núi non am cốc, hàng ngày chỉ chuyên lo kinh kệ, săn sóc cảnh và lam trao luyện đức lành, dồi mài trí tuệ, hầu giảng giải cho bá tánh thập phương nghe để quay đầu hướng thiện quy y Phật pháp, không còn thiết đến việc đời. Gia đình của nhà sư là cả thế gian, thân quyến của nhà sư là khắp cả nhân loại đại đồng, đó là hạng người dốc tu cho mau thành Phật quả, thoát kiếp luân hồi. Đó, một kiếp một à, chỉ một kiếp thôi chứ không có cần phải tu nhiều kiếp. Nhưng còn hại tại gia cư sĩ như chúng ta thì sao? Thầy nói đó là hạng tại gia gồm có tất cả đại chúng, tất cả thiện nam tín nữ chưa đủ điều kiện xuất gia, vì cảm thấy mình còn nặng nợ với non sông tổ quốc, với gia đình đồng bào xã hội, nên chưa thể làm như các nhà sư hay những ni cô đại. Tuy vậy họ cũng sẵn sàng hoan nghênh ca tụng cái lý tưởng từ bi bác ái đại đồng của nhà Phật và luật nhân quả do Phật thiết ra. Thế nên ở tại nhà, họ phượng thờ Đức Phật, phát nguyện quy y, giữ gìn ít điều giới luật, hằng coi kinh sách để rửa tánh răng lòng, ủng hộ các sư. Như thế lần họ cũng lên con đường giải thoát. Đại Thắng thấy thầy phân tích rất là rõ ràng luôn, thấy không? Qua đó mình mới thấy được nhà sư, sư Minh Tuệ là một cái người mà có cái chí hướng là nó cao thượng hơn mình một bậc. Vượt hơn một bậc là hạng xuất gia, ngài chọn cái tiêu chuẩn đó. Đó.
Vậy thì không nói là sư Minh Tuệ không có hiếu đâu, có hiếu hơn mình nhiều lắm. Yeah. Thấy không? À, cho nên trong cái tinh thần của đạo Phật đó thì cái người con đó mà muốn dốc tu cho cha mẹ đó là khi mà tỏ rõ cho cha mẹ rồi đó, bao nhiêu gia tài sự sản cha mẹ mong muốn con mình cũng thành nhân như bao nhiêu người vậy đó. À, cũng ăn nên làm ra rồi, cũng tạo dựng cỡ sự nghiệp rồi, à, cưới vợ gả chồng đó, rồi lập nên nào là dòng tộc. Nhưng mà cuối cùng ngài thấy con đi làm nhưng mà ngồi trên đống tiền con vẫn thấy không có hạnh phúc. À, cái thấy của sư Minh Tuệ nó khác hơn mình. Mình thì thấy ai mà cho mình gia tài sự sản trong cái kiếp sống này mà được có cái sự sung sướng thì mình cảm nhận đó là rất là hạnh phúc. Còn sư Minh Tuệ thì ngài thấy tiền bạc vàng nhà cửa xe cộ tàu bè hết cát không phải là hạnh phúc. Mà hạnh phúc đó chính là con đường vô thượng chánh đẳng chánh giác, giải thoát hoàn toàn ra khỏi danh lợi ái tình quy quyền phú quý, đó mới thật sự là, để thấy không, yeah, ông tu vậy đó. Yeah. Cho nên đến lúc đó là ông xin với cha mẹ được xuất gia và sẵn sàng nhường lại tất cả cái điều này cho em của mình, là cái người em út có bổn phận, em sẽ nuôi cha nuôi mẹ, anh sẽ hy sinh một đời một thân này để tu tập rồi đắc đạo về cứu cha mẹ. Vậy thì gia dế được phân đâu đó rõ ràng, phải không? Yeah. Nó quá rõ ràng rồi thì bắt chước gương xưa đó, Đức Thích Ca Mâu Ni Tự Phụ, và kể cả những cái vị cư sĩ tại gia nổi tiếng như là phụ trung cư sĩ, đó là Đức Lục Tổ Huệ Năng. Yeah. Đó. Thì sau khi mà ngài đi đốn củi, mà ngài nghe cái ông mà ông Viên Quang ông mua củi đó, ông đọc cái câu ưng vô sở trụ với sanh thì tâm đó, thì như vậy Đức Lục Tổ ngài nghe rồi ngài hỏi với cái câu này nó học ở đâu, thì nói là học ở trên chỗ chùa Quỳnh Mai cho ông Ngũ Tổ. Yeah, thì ngài liền yeah, về nhà ngài đốn củi, ngài bán rồi được cái số tiền rồi nó để cho mẹ được sống đắp đổi qua ngày. Như vậy thì xin mẹ xuất gia và đi tu, khi đắc được ngôi tổ đắc đền lại công ơn cha mẹ đó. Bây giờ thì Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngài cũng đã từng nói cho tất cả mọi người biết được cái công ơn cha mẹ nó nặng lắm, à, nó cao lớn lắm, và cũng giống như là này các con, vai trái cổng cha vai phải ta cổng mẹ, dù cho các con đi khắp các dòng núi tu di cũng chưa đáp đền được cái ơn đó. Vậy thì làm sao mới có thể là trả được? Thì Đức Thích Ca Mâu Ni ngài dạ bảo là phải cố gắng tu để đạt được cái đạo giải thoát thì mới mong cứu khổ cha mẹ. Nhất nhân đắc đạo cửu quyền thăng là ở chỗ đó đó đại thăng. Yeah, cho nên sư Minh Tuệ ngài đã hy sinh, ngài cố gắng, ngài vượt qua những cái sự khắc khổ đối với mình đó, cũng một con người, nhưng mà tại sao ngài lại hành trì cái hạnh Đầu Đà, mà hạnh Đầu Đà trải dài 2568 năm, ngoài sơ tổ Maha Ca Diếp có ai hành nữa hay không, phải không? Yeah. Đây là hiện tượng mà mình thấy rằng vượt bao nhiêu cái thế kỷ để có một cái người thứ hai đó, kế tiếp theo cái bước của ngài sơ tổ thứ nhất là Maha Ca Diếp, để rồi ngài thọ nhận được cái hạnh Đầu Đà đó, mặc đó thì áo phấn tảo đó, ôm thì một cái bình bát ha, rồi đi thì đi chân không, đi bộ hành, không phải là sử dụng nào là thiết bị điện thoại nào là máy móc gì hết cả. Ngài sống trong một cái môi trường tự nhiên, rồi đó thì đầu trần chân đất để ngài tương tác thích nghi với cái điều kiện khí hậu, dù cho mưa nắng khắc nghiệt nhất ngài vẫn phải cam chịu. Tôi hỏi có ai mà kiên trinh mà bền chí mà sống trong cái nghị lực nó phi thường như thế không? Đó, bây giờ ngài đã lập nên những cái kỷ lục mà cái quyển từ điển toàn thư đa ngôn ngữ thế giới đã liệt tên của sư Minh Tuệ vào, và là một người truyền cảm hứng đó thứ nhì trong cái thế kỷ 21 này. Có phải là ngài bây giờ đó làm rạng danh cho tông tổ, cho cha mẹ, mặc dù mình thấy rằng ngài cũng còn một con người bằng xương bằng thịt và còn đang ăn mặc ở như mình đây, nhưng đã nói đến cái công hạnh của ngài, ngài tu đã được cảm hóa hết tất cả mọi người. Trong đó thì cái số ít là người ta nói lên được cái mà người ta thấy chưa tỏ rõ, còn bao nhiêu người là đã thấy sư Minh Tuệ là một người con chí hiếu sau khi ngài đã cố gắng ngài tu tập để hoàn thành được cái hạnh nguyện đó. Cho nên là bây giờ đó thì mình mới thấy nè, ngài làm tròn trọng trách hết, muốn đền ơn cho cha mẹ lúc cha mẹ còn đang sanh tiền, có dạy ta điều hay lẽ phải, ta ráng chăm chỉ nghe lời. Chỗ này là sư Minh Tuệ đó được cha mẹ mình xác nhận là một người con từ khi lớn lên
luôn lúc nào cũng nghe lời cha mẹ và học rất là giỏi. Để thắng leo đã được xác lập của cha mẹ rồi đó, rồi lúc nào đó là cũng là dâng theo lời cha mẹ, rồi còn gây hòa hảo trong đệ huynh, tạo hạnh phúc trong gia đình cho cha mẹ vui lòng thỏa mãn. Đối với anh em thì trên thuận dưới hòa. Và đặc biệt một điều nữa đó là lo cho cha mẹ đến nỗi đó về vật chất, ngài đã trồng riêng 100 gốc sầu riêng trên cái khoảnh vườn của mình. Thì bây giờ đó sầu riêng cũng đã đơm qua kết trái, và đúng lúc đó ngài đó là gì? Dân du trong cái thế gian này để tìm những cái bức tranh chánh niệm đó mà hoàn thành được cái chí nguyện kiên cường của mình, thì gia đình đã có được cái sự thu hoạch từ những cái trái sầu riêng đầu mùa. Nó song song với lại cái sự mà nổi trội khi ngài xuất hiện và ngài nổi tiếng trên truyền thông, thì cái vườn sầu riêng kia cũng là một cái nguồn thu lợi để cho người em mình có cái cuộc sống thoải mái hơn, lo cho cha mẹ cơm ăn áo mặc đầy đủ, không có thua ai. Vậy thì ông đâu có cái tội gì đâu, mà mình thấy thì mình chỉ nhìn qua lo bằng mắt thường, thì mình cho là khi sư đi rồi như vậy đó là sư bỏ cha bỏ mẹ. Nhưng mà không phải, sư đi như vậy là để sư hoàn thành được cái công án giải thoát của mình, thì sau đó mới có đủ đức độ để hồi hướng cho cha mẹ được giải thoát ra khỏi cái cảnh khổ đau luân hồi sanh tử. Tại vì sao? Tại vì một người tu thì lại cả tâm tổ bảy đời của mình cũng được cứu rỗi đó. Cho nên qua đây đó thì mình thấy ngài lo từ cái mà tình thương cha mẹ đó đáp đổi bằng cái luôn dâng lời hiếu thảo cha mẹ, rồi lo cho cha mẹ khi mình xuất gia rồi đó thì ở nhà em út phải sống thế nào, cha mẹ mình phải thừa hưởng như sao, thì ngài đã sắp đặt trong đó nó rất là toàn diện, rất là chỉnh chu. Đó. Rồi bây giờ nói lên được cái công hạnh tu hành nữa thì thôi, nói đến sư Minh Tuệ thì bây giờ cả thế giới người ta đều hiểu đến một cái vị Phật hóa thân, hay hoặc là một cái vị Bồ Tát, mà chỉ có những con người mà có cái tâm niệm nó kiên cố đó, nó sống trong cái ý định mà nói đúng hơn là Đức Thầy nói ta chí dốc tầm đài nguyện kiến cho dương trần rồi xuyện sai lầm mà định thần dẹp hết tà tâm quần lai bổn tánh thần không quyển nhiều ngũ nghĩa địa nhà quan ngủ ở ngoài gốc cây đó, tương thích với mưa nắng sương dầm vậy đó, thì ngài cũng không có thấy gì làm nao núng. Tôi hỏi chị cho con người nào mà kiên định như thế không? Để thấy suốt chiều dài 2500 năm như vậy đó, thì chư tổ hành đạo thì cũng có chừng mực thôi, chứ còn thọ nhận cái hạnh đầu đà là một cái hạnh rất là khắc khổ đó, mà ngài đã vượt qua được và ngài thành tựu được cái niềm tin đó. Nếu ngài không có thành tựu thì làm sao có thể là mình thấy được cái sự ủng hộ của quần chúng mà đông như thế? Làm sao những con người mà nghiên cứu tôn giáo á, mà trên cái trang Google là cái trang thông tin điện tử mạng khắp thế giới mà người ta được liệt những danh ngài vào đó dễ gì? Mình tầm thường là không có được như vậy. Thì bây giờ đó mình mới thấy được, à thì ra đó Đức Thầy dạy á, là ráng tu đắc đạo cứu cửu quyền, thoát chốn mê đồ đến cảnh tiên ngõ đáp ơn dày công sáng tạo cho ta hình gặp hậu cơ quyền. Dốc trí mình đi tu như vậy đó thì mình mới đền được cái ơn của cha mẹ. Mà trong cái bài Sa Đét á, thầy nói sách có chữ thâm ân dục báo, phận làm người hiếu thảo noi gương, ấy chẳng qua là đạo luân thường, chứ Phật thích lìa quê ngàn dặm, non tước sang rú rừng thâm thẳm, đem thân phàm tầm đạo siêu sanh, đến ngày sau còn rạng lấy danh khắp bốn biển, dân lành sùng ái. Thì bây giờ ngài cũng đã lập nên được cái kỳ tích đó. Đó. Rồi bây giờ đó thì trong cái lúc mà Đức Thầy của mình, Thầy ra đời, Thầy giáo hóa cho chúng sanh, nhưng ngặt đổi là còn trong một cái thời gian mà Đức Thầy lại là bị cái thế cường quyền của người Pháp, họ dùng cái chính sách độc tài đó mà bắt Thầy phải là lìa quê xa xứ. Đó. Gây nên cái cảnh mà con lạc chơi, tớ hẹ, tớ lạc chủ, nó trò phải xa Thầy. Con lạc cha, con hỡi u ơ, Thầy xa tớ ngẩn ngơ thương mến, ngóng trông chờ dẫn thời đưa đến, đặng chung cùng một tiệc quỳnh tươi, cây ngô đồng hứng dĩa đượm xương cho chim phụng, mặt tình xè múa cảnh mây lành, cảnh sương dày mây lành mai tủa, cả trời lam lưới bủa thiên la. Cho nên mình mới thấy được, à thì ra đó trong cái hoàn cảnh đó đó là hoàn cảnh bắt buộc, nhưng mà Đức Thầy với bổn phận là một sứ giả của Như Lai thì lại là có cái trọng trách cao hơn sư Minh Tuệ một bậc nữa. Thì cái lúc đó Đức ông và Đức bà thương nhớ Đức Thầy cỡ nào, nhưng mà Thầy phải làm sao, phải lo cái nợ nước trước cái tình nhà, phải lo cho vận mệnh của đạo.
đó để rồi xong đó thì thầy phải trở lại ơn nhà đạo đức sau này trả. Xin bớt đau lòng, bớt ngóng trông, Đức Thầy gửi về cho ông mời chú Đức Ông khuyên với ông Đức Bà như vậy. Và cái nỗi niềm của Đức Thầy, một người con mà chí hiếu á, khi mình làm tròn cái bổn phận của mình đối với chúng sanh, nghiêng hai vai gánh nặng non sông vớt trong họ lầm than bể khổ, hay hoặc nói lên cái tình thương cao cả của một vị Phật đối với chúng sanh, thì Đức Thầy nói: Phận tăng sĩ nài bao gió bụi, miễn sổ lòng tháo củi tao bà. Hay hoặc là Đức Thầy nói gánh gồng bảo bọc gian sang, giữ gìn biên cảnh bằng an đời đời, thì nghiêng hai vai gánh nặng non sông này, vớt trong họ lầm than bể khổ, Thầy phải chấp nhận trong cái hoàn cảnh đó. Để rồi Thầy tỏ rõ được cái sự hiếu thảo của mình là trong cái bài tự tháng đó. Anh Thắng còn nhớ không? Dạ, còn. Thầy nói là gì đâu bốc ngọn lửa tầng, mà lòng tăng sĩ như dần nát tan, nghĩ mình chọn kiếp con quan, quê hương rài đã dặm tràn sơn xuyên, tổ đường còn một cành quyên, từ đường hôm sớm luống phiền chờ trống, hai em thiểu chí thơ đồng, chị đã an phận theo chồng đàn xa, từ mang một tấm áo già, mùi thiền ơn thấm, mùi thiền đã thấm ơn nhà lợi khai, sống sanh ra phận râu mài, một đời một đạo đến ngày trung thân. Đó, để rồi sau khi đó thì Thầy làm tròn cái trọng trách của mình đối với non sông tổ quốc, thì lúc đó đó là rạng danh cho tông tổ biết bao nhiêu mà nói. Thì bây giờ sư Minh Tuệ cũng vậy đó, đối với cha mẹ thì đã dốc lòng để tu tập, đó Ngài lo cho đầy đủ hết tất cả mọi sự việc. Bây giờ đó thì cha mẹ của Ngài đâu thiếu thứ gì đâu, nói về vật chất. Cái vườn sầu riêng đó nó hậu thuẫn cho gia đình sống cả một đời luôn đó, 100 gốc sầu riêng mà bây giờ nó đơm qua nó kết trái, mà người ta lên tới vườn á, ta cân trái nào trái nấy nó rất là thơm ngon, mà người ta nó làm đã mua mão hết cái thương hiệu của sư Minh Tuệ rồi. Đó thì mình mới thấy đó là những cái mà hôm nay Ngài đã thành tựu, cái phước lớn lắm nó mới có những cái điều đó đó. Để cho nên nó nhất nhân đắc đạo thì cũng quyền thăng. Hơn nữa đó, sau này khi sư Minh Tuệ mà hoàn thành được đạo hạnh của mình rồi đó, một người đắc pháp rồi bỏ giả thân này để chứng được báo thân đó, thì cái vinh hạnh của cha mẹ biết chừng nào, phải không đệ? Đó cho nên đó là Đức Thầy nói là thất tổ cửu quyền nơi chín suối, những mong hậu tấn biết tâm trai, tâm trai hậu tấn ráng chuyên cần, lục tự di đà giữ tứ ân. Đó thì bây giờ đó là thất tổ cửu quyền, thí dụ như bây giờ đó có giảng sanh đó, thì cũng đã được vinh hạnh là về ngôi bất thối để hưởng được cái chuỗi ngày mà phúc đức do con mình được gây tạo. Cho nên đối với lại cha mẹ thì sư Minh Tuệ đâu có cái lỗi lầm gì đâu, mà đâu phải là Ngài không có cái lo tròn cái bổn phận mình đối với lại cha mẹ đâu, có phải không? Lo cho cha mẹ rồi gây tình hòa hảo trong đệ huynh đó, tạo hạnh phúc trong gia đình cho cha mẹ vui lòng thỏa mãn rồi đó, thì khi mà Ngài được vinh danh rồi đó, cha mẹ mà dòm thấy con mình có từng bước chân đi giải thoát như vậy thì lòng cha mẹ vui biết chừng nào. Thậm chí đó, đệ Dũng biết không, hai cái tấm vải đó mà để lo cho cha mẹ khi hữu sự mà sư Minh Tuệ chưa về đến nhà đó, thì hai tấm vải đó chính là cái người mà quấn ấm thân cha mẹ mình. Tôi nói ông lo một cách chu toàn luôn, mà nói sư Minh Tuệ tu bất hiếu là mình nhìn ở một cái góc độ nó rất là nhỏ, qua khe khe cửa hiệp do cái sự ích kỷ nó che đậy cái tâm tánh của mình. Chứ thực chất nếu mình hiểu rồi đó, mình phục sư Minh Tuệ sát đất luôn, là Ngài lo từ việc nhỏ việc lớn gì rất là chu toàn. Còn nói mà Ngài mà đi tu, Ngài không có làm lợi gì cho đất nước đó, thì đây là một cái điều mà mình cần phải cân nhắc lại, phải không? Là một công dân khi thi hành được nghĩa vụ quân sự xong rồi đó, rồi bây giờ nó học theo cái gương hạnh của đạo Phật, là những người mà thoát ra khỏi cái tiền trần này, làm cái gương khi mà những người con Việt Nam chân chính mà theo cái gương ánh đạo vàng đuốc thiền lâm phương đông cho ánh giác hồn ngồi người thoát khỏi sông mê, thì bây giờ đó Ngài đã làm nó sáng lạng đó, cái vinh danh được Việt Nam có một người tu chân chính theo hạnh Đầu Đà, một người con Phật giáo mà đã theo được cái chánh pháp vô vi chân truyền của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni để được liệt vào trong cái quyển tự điển thế giới, thì còn cái vinh hạnh nào hơn nữa đâu. Bao nhiêu người từ nước ngoài mong muốn làm sao được về đây để gặp sư Minh Tuệ gieo duyên, thì anh Thắng thấy bao nhiêu cái thế kỷ mình mới thấy được cái hiệu ứng này, phải không? Đó. Đó em nói là ở cái chỗ đó đó, cho nên đó, đối với đất nước đó thì Ngài đã làm vinh danh cho đất nước Việt Nam là có những cái con người mà khẳng khái ha, có con người mà kiên định đường hướng, có con người mà nghị lực phi thường đó, để rồi Ngài thành tựu được cái chánh pháp của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, mà trong khi bao nhiêu người ở trên thế giới này chưa làm được thì Ngài đã làm được.
còn gì bằng nữa anh. Nó rất là đẹp cho cái Tổ quốc Việt Nam mình đi đó. Rồi đối với quê hương xã Tắc bây giờ đó, đối với lại ở cái quê hương Gia Lai bây giờ đó, anh biết là chỉ có Sư Minh Tuệ nêu danh vậy thôi mà bây giờ đó người ta đã từ ở các nơi đó đều đến quê hương Gia Lai coi như là quê hương của chính mình, nơi Sư Minh Tuệ đã sanh ra, gieo cái duyên lành đó bằng cách là người ta cất lên những cái cơ sở từ thiện nè, rồi đem gạo từ thiện bố thí cho những cái người nghèo khổ ở nơi đó đó, để trang trải, nói lên được cái tấm lòng là biết yêu thương đùm bọc lẫn nhau, thì cái nét đẹp đó, cái giá trị nhân văn á, nó nói lên được cái truyền thống đạo lý của dân tộc. Bầu ơi thương lấy biết cùng, tuy rằng khác giống nhưng chung một nhà đó. Cho nên á, là em nhớ đến một cái câu thơ của nhà thơ Tố Hữu mà nói lên cái tình cảm của con người nó tha thiết lắm đó, mà nó là cái nét đẹp văn hóa ngàn đời. Ngài nói là có gì đẹp trên đời hơn thế, người với người sống để thương nhau, thấy không anh, thương nhau đùm bọc là nhờ đâu? Nhờ có Sư Minh Tuệ ngài tu hành mà chân chánh như vậy nó, mà bây giờ người ta đến Gia Lai một cách rất là trân trọng. Thấy không anh? Chứ nếu mà không có Sư Minh Tuệ mà tu tập vậy thì người ta đâu có đến, mà người ta phải ủng hộ, rồi người ta lại kết thêm cái tình hữu nghị anh em rồi nữa đó. Đó. Cho nên á, nhất nhân tác phước, thiên nhân hưởng, mà dạng thọ khai, độc thọ khai qua dạng thọ hương. Một người tu thì muôn người hưởng, mà một bông hoa thơm thì cả vườn nó thơm lây. Chàng ơi, bây giờ nhắc tới Gia Lai thì vinh danh lên thế giới rồi. Nơi đó là nơi sanh ra Sư Minh Tuệ, một người con của quê hương đất nước đó, Việt Nam, cũng đã làm nên trang sử đạo dễ dàng đó. Cho nên là em nhớ đến cái bài thơ quê hương mà quê hương là chùm khế ngọt cho con trèo hái mỗi ngày, quê hương là đường đi học con về sượt bóng vàng bay, để cuối cùng rồi quê hương mỗi người chỉ một, như là chỉ một mẹ thôi, quê hương nếu ai không nhớ sẽ không lớn nổi thành người đó. Anh dù là một cái nhà tỷ phú đi chăng nữa nhưng mà không làm sao quên đi cái nơi chôn nhau cắt rốn của mình, đó là nơi cha sanh nhà mẹ đẻ. Thì bây giờ ngài đã, ngài cũng mặc dù ngài chưa thoát khỏi cái pháp thân của mình, nhưng ngài cũng đã nói lên được cái công nghiệp tu hành của ngài giai đầu để đắc pháp thôi. Mà nó còn như vậy rồi anh, thì tương lai nó còn như thế nào nữa đó. Thì bây giờ đó, nói chung ra đó là những cái người mà yêu mến Sư Minh Tuệ đó, người ta đã lấy được cái quy danh với cái là cái giới đức đầy đủ của ngài, đã in lên được những cái thương hiệu, nào là du lịch giải trí nè, nào là thi thơ nè, nào là hội họa, nào là tranh ảnh, anh đúng, thấy không? Có người người ta chỉ cần in một bức ảnh Sư Minh Tuệ lên rồi đóng khuôn đem ra đó, mà bao nhiêu ảnh bán trong lúc đó là hết rồi. Đó, rồi bây giờ thậm chí đến thời trang của quần áo, những cái người mẫu đều mặc cái màu áo giống như y phấn tảo của Sư Minh Tuệ đó. Rồi nào là xe cổ cũng dán hình ảnh của Sư Minh Tuệ đó, nó lan rộng, nó nổi tiếng lên khắp nơi như vậy đó, mà hãy mang được cái thương hiệu của Sư Minh Tuệ thì tất cả những cái hàng hóa đó buôn bán rất là nhanh, trao đổi rất là thuận lợi. Đó, mình mới thấy đó, thống rạng danh cho đất nước sao được. Rồi bây giờ em nói tới cái lĩnh vực du lịch, bây giờ người ta đổ ùng về Gia Lai để rồi sao, ta chỉ cần là ngưỡng mộ Sư Minh Tuệ mà bao nhiêu cái nhà hàng khách sạn á anh, có khi mà cái lúc mà Sư Minh Tuệ còn xuất hiện đó mà người ta đến đông đó là không có chỗ để cho mà người ta ở. Mà dân ở đâu như vậy, từ ở các tỉnh khác, mà thậm chí tới bây giờ đó thì ở ngoại quốc người ta cũng mong muốn làm sao được về để rồi người ta lại kết tình thân thiện qua cái hạnh lành của Sư Minh Tuệ. Cho nên em nói một con người mà làm tròn được cái trọng trách 3 năm nghĩa vụ xong rồi bây giờ ra làm việc cho nhà nước, rồi sau đó lại đi tu, rồi sau đó thì lại là thành công trên cái bước đường tu tập của mình để địa phương ha, để cái tỉnh nhà của ngài nó đều danh danh đi khắp đó, danh hiền sĩ non sông náo nước ha. Cho nên mình mới nhớ lại à, thì ra đó là ngài làm tròn trọng trách đó mà. Rồi bây giờ đối với ân Tam Bảo thì sao, ân Thắng thấy như thế nào? Nó rất là tròn trịa phải không? À, một cái người con mà luôn lúc nào cũng thọ giới của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đó, rồi luôn tinh tấn vượt qua sự khổ khó để hoàn thành được cái hạnh nguyện giải thoát của mình, thì đối với Tam Bảo ngài cũng tròn trĩnh luôn. Rồi đối với đồng bào nhân loại thì sao? Ngài hãy khuyên tất cả mọi người đó biết thương yêu nhau, đó bố thí trì giới đó, rồi nào là phải thương yêu lẫn nhau đó, mình không có thù hiềm nhau đó, mà tất cả đều là cha mẹ anh em của chúng ta hết. Vậy thì
Ngài có phân biệt chủng tộc, có phân biệt màu da không, mà sống trong cái tinh thần hảo hòa rất là thiện cảm. Qua đó thì em cũng xin nói với tất cả mọi người đó, thì sư Minh Tuệ là một con người Ngài tu tập chỉ có cái hạnh lành giải thoát, mà mình thấy Ngài đơn độc đó, những cái bước chân độc hành đi vào trong cái thế gian này, cái thân giáo của Ngài, cái hạnh đức của Ngài đã nói lên tất cả. Ngài đã là người luôn lúc nào cũng đền trả tứ ân một cách rất là nghiêm minh ha, luôn lúc nào cũng chỉnh chu trong từng cái giới hạnh của mình đó. Cho nên bây giờ đó thì danh của Ngài đó là nó là một cái loại danh thơm rồi, nó là một cái hương thơm mà nó thoang thoảng, nó bay xa, bay ngược chiều gió, bay khắp năm châu bốn bể, để hiểu biết được Việt Nam có một cái người mà tu hành chân chính và đắc đạo ở thế gian này đó. Thì thưa với cùng Tấn Dũng với lại anh Thắng, qua cái sự mà nghiên cứu và qua cái sự mà em đã kết hợp được qua những cái kinh nghiệm của các chú các bác, để thấy được sư Minh Tuệ là một cái người con mà trả hiếu rất là tinh tuế, và một cái người công dân đối với đất nước thì hoàn thành được cái nghĩa vụ của mình. Đối với lại Tam Bảo thì luôn lúc nào cũng là một người tín đồ thuần thành, luôn cao hơn dồi cái giới đức của mình đó, để trở thành người con Phật, luôn cái đem cái hạnh nguyện giải thoát đó mà ban bố cho tất cả mọi người. Và đối với đoàn bào nhân loại thì luôn lúc nào Ngài cũng đã đem cái tình hòa bình, hữu nghị đến với tất cả mọi người đó, là phải biết thương yêu nhau để kiến tạo được cái cảnh thế gian này không còn có một nơi đau khổ nữa. Cho nên qua đây đó thì nào là luân lý tứ ân phải lo đền đáp sát thân mới còn. Câu quân lý tứ ân chạm giả, tứ một điều người khá hành y, thì Ngài đã lo tròn hết rồi. Cho nên qua đó thì theo cái sự cảm nhận của anh thì anh mới có được cái nhân duyên để đáp lại cái tình riêng của tất cả mọi người đó. Thì sư Minh Tuệ là người đã đáp đền được tứ ân, chẳng những là người con hiếu thảo mà đối với bổn phận xã hội nhân quần thì Ngài đã làm tròn trọng trách của mình hết. Nó chẳng khác nào là một cái hoa thơm lạ trong vườn hoa đạo đức, đã lan tỏa được cái sắc hương rực rỡ, đem đến cho đời những cái truyền thống tốt đời đẹp đạo. Gương đó đáng lại noi gương đó, để rồi tất cả mọi người đều phải cố gắng làm sao năng nổ học tập cũng như Ngài, để sau này chúng ta sẽ được nhiều cái bông hoa thơm để lan tỏa được đất nước Việt Nam của chúng ta. Đó là những con người hiền nhân đó, những người con ưu tú đó, luôn đem cái công sức của mình đó để đáp đền cho non sông gấm dốc của chúng ta ngày một được lan tỏa cái sắc màu nó đi xa hơn, để non sông rực rỡ chói ngời, mảnh gương Phật đạo soi đời cổ kim. Đến đây chúng tôi xin tạm dứt lời, và luôn xin chân thành nguyện cầu ơn trên Tam Bảo mười phương gia hộ cho tất cả chư quý đồng đạo lúc nào cũng được bình an, mạnh khỏe, tinh tấn, thường lạc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Dạ, Nam mô A Di Đà Phật. Cảm ơn huynh Hữu Nghĩa đã nhấn thời gian cũng tương đối gần 40 phút để chia sẻ qua những thắc mắc, những câu chuyện của sư Minh Tuệ, để cho bà con của chúng ta được nghe và hiểu cho sư một người tu rất là chân chánh, và để mà quyết chí một kiếp này để mà đắc thành đạo quả, để cứu vớt tổ tông, cũng như là đền ơn cho là cụ quyền tổ ông bà cha mẹ. Chúc cho huynh Nghĩa luôn luôn có được sức khỏe và có những lời hay ý đẹp để chia sẻ tiếp tục qua những video, để cho khán giả của kênh cư sĩ Hữu Nghĩa và Hà Văn Vàng và Tiến Dũng còn nhân ái. Giờ đây thì các anh em xin ái mến chào. Nếu quý vị thấy video có ý nghĩa thì hãy nhớ bấm đăng ký kênh để theo dõi những video khác.